Kính chào quý khán giả, do khối không khí lạnh suy yếu dần nên tình trạng rét đậm rét hại chỉ còn xảy ra cục bộ ở các tỉnh vùng núi phía Bắc là chính, còn các nơi khác ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 12 đến 15 độ, vùng núi là từ 10 đến 12 độ. Sang đến ngày mai, các tỉnh thành Bắc Bộ trời vẫn khá nhiều mây với nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ so với hôm nay và dao động trong khoảng từ 18 đến 21 độ. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, mưa cũng chỉ còn xảy ra một vài nơi, đồng thời nhiệt độ ngày mai tại đây cũng có xu hướng gia tăng và phổ biến trong khoảng từ 20 đến 22 độ. Trong khi đó, do chịu tác động của gió Đông Bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rông, một số nơi có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ tại khu vực này cũng ít biến đổi và duy trì trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Tương tự, các tỉnh thành Nam Bộ cũng có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to vào chiều tối và đêm mai, còn ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng là từ 28 đến 31 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, với gió Đông Bắc vẫn mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn quần đảo Trường Sa có mưa dông mạnh, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và trong cơn dông thì cần đề phòng với lốc xoáy và gió rất mạnh.